Nói lại cái chạy bass bolo xíu nè. Bass này cho năm nè, là thứ nè. Bass 3 2 1 nhịp chân nè, nhịp chân bass. Mi nè. Về 4 nè. Fa nè, mi, re, do, si, la. Tập này rất chậm nên mọi người chắc chắn sẽ tập theo được. Làm lại nè, bass nè. Về 5 3 2 1. Mi fa mi re do si là bass lùi nè, do do là nhịp chân do si la. Làm lại là 3 2 1. Mi fa mi re do si la. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi hết clip vừa rồi, và nếu thấy clip hữu ích các anh chị và các bạn vui lòng bấm subscribe, đăng ký kênh, nhớ là bật chuông thông báo nằm ở kia bên cái chuông tròn tròn đó quý vị, để khi chúng tôi có những clip mới các chị sẽ nhận được ngay, và nhớ là bấm like và chia sẻ clip nhé. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.